mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Màu xanh quê em lớn lên trên bom gầm pháo dội, nắng dãi mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ, trong bụng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và đây là một cái nồi thịt kho tàu ngày Tết của nhà của bà Sáu, của nhà của cô Sáu. Người ta nói ở ngày Tết á, mà không thấy được cái nồi thịt kho tàu này á, là coi như là mình chưa có thấy được cái không khí Tết. Ngoài cái nồi thịt kho tàu này ra thì ở nhà cũng phải trưng những cái chậu bông như là vạn thọ nè, hoặc là cúc. Và hôm nay á, thì đến đây á, bà Sáu cũng đã rất kỳ công để mà chuẩn bị để mà đãi các anh em tụi mình. Đó là hai món, những cái món khá là quen của Cà Mau, đó là tôm. Với lại bà Sáu có nuôi hai con vịt. Bà Sáu cũng đã nuôi nhiều con vịt, mần hết hai con vịt luôn. Này món gì nữa bà Sáu? Bà, dạ, cô Sáu. Này tiếng xào. Ủa sao làm nhiều món vậy? Ôi làm nhiều món quá rồi trời. Người ta nói là người dân miền Tây hào sản lắm. Và người miền Tây á, thậm chí là có gì á đều đem ra đãi khách hết luôn à. Có những khi á là đãi bữa nay rồi mà ngày mai có gì ăn đó. Vậy đó, miền Tây phóng khoáng vậy đó, cho nên á những người ngoài người ta thì nói á. Dạ. Cái gì người Cà Mau dễ thương vô cùng. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đây là món gì chị Hường? À, đây là ba khí muối. À, à. Chị không có thời gian để mà xé ra trộn nó lâu lắm ăn được, cho nên thôi bây giờ chị xớt ra đây làm quà cho hai em, đem về cho ảnh từ từ mình thưởng thức nha. À, ba khía muối là mình sẽ ăn cơm với lại cơm nóng là ngon lắm đúng không? À, này luôn. mình sẽ trộn với lại ớt nè, tỏi nè. Tỏi nè, chanh, đường. Chanh và đường. Rồi. Tại vì nó có vị mặn rồi. Đúng rồi, nó có độ mặn rồi. À, ngon á. Này là bà Sáu đặt đó hả? À, cái này là xôi ở dưới trong vòng dưới sông nè. Ai xôi chị? Ở dưới gạch góc á, rồi người ta xôi, rồi cái này là người ta cho. À. Hưng nó xiên nó cũng đi xôi vòng vòng đây cũng có đó nè. Tại lúc này cái nó con ba khía nó chạy nhanh lắm á. Nó bò nhanh lắm mà xôi cũng dễ lắm, biết cách xôi xôi cũng dễ lắm. Dạ. Thôi thì chị làm quà gửi hai em thì cho ảnh từ từ mình ăn ha. Dạ em cảm ơn chị là quà luôn. Ngày Tết. Em thích nhất là món ba khía ăn với cơm nóng mà có tí chuối chát với lại dưa. Nắm tôm trộn đủ ra cho. Với lại chuối chát với gì ta? Với lại dưa leo nè, rồi rau sống nè. Khóm nữa à. Rồi khế nữa. Ừ. À ngon ghê luôn á. Cảm ơn chị ha. Có gửi nước ngoài được không? À, có gửi ship nước ngoài được, cũng gửi nước ngoài được luôn. Sao mà bà Sáu làm nhiều món ớn dữ vậy? Làm nhiều món tụi con ăn căng bụng luôn. Này là hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào. Bà Sáu dành hết phần bếp của chị Hường rồi. Này xào với gì bà Sáu? Giá hẹ. Xào giá hẹ. Với lại bỏ này vô hả? À, bỏ đầu lòng nó vô. À. Bà Sáu là bếp trưởng mà, ngày xưa cũng đi nấu ăn cho công an mà. Cái này bà Sáu chuẩn bị hồi sáng giờ mấy tiếng rồi? Hồi 4 giờ rưỡi tới giờ. Cái gì? Thức hồi 4 giờ rưỡi mặn tới giờ. Ồ, rồi dịch ai mặn? Dịch mặn ngày hôm qua. Bà Sáu mặn sẵn luôn hả? Mặn sẵn rồi bỏ vô tủ. Sợ không kịp hả bà Sáu? Sợ không kịp. À. Chứ gặp nay mặn là tới giờ giác này còn mặn dịch à? Ờ, dịch lông dữ lắm. Dịch lông dữ lắm luôn á. Rồi,
Vậy là tội rồi, vậy là mang tội rồi. Bà Sáu giết vịt mang tội rồi. Giết vịt mang tội rồi. Hồi đó giờ đâu cắt đâu, Hưng nó cắt bắt nó ấy mà giờ nó không có nhà cắt chứ. Bà Sáu cắt hả? Ừ. Hồi đó giờ không làm luôn, không cắt hả? Ừ. Vậy thì vợ phải sướng lắm, muốn ăn vậy nghe chồng mua à, ăn dạ. Vậy mua hồi đó, không mừng đâu. Cái này là đãi cho cháu ngoại bà Sáu nè đúng không? Có Hải Đăng rồi á, thích lắm á. Nghe này, nghe Đăng mới nói là bà ô bà ngoại sao xào hủ tiếu. Xào hủ tiếu kìa. Mà bữa nay tính đón mua thịt, bữa nay thịt heo nó không có đi rồi. Mua thêm thịt heo xào. Ở đây xa chợ cho nên là phải đón những người mà người ta chạy bán đông á. Dạ. Tính mặn con vịt nữa đang lấy thịt xào mà mặn đâu kịp đâu. Hai con rồi mà mặn thêm con nữa hả? Ừ. Mặn đang lấy thịt xào tiếu nè mà có kịp đâu. Dạ. Này là cái gì chị? Mắm tôm. Mắm tôm mà. Mắm tôm trộn với đu đủ. À, bà Sáu làm luôn. Dạ. Nha. Mình làm sẵn, mở tủ lạnh ra có gì mình cứ ăn hết đi. Rồi, đang làm à. Rồi. Ngon quá rồi nè. Ở đây có vịt giả cầy nè. Có tôm nè, mắm tôm nè. Ô nhiều đồ ăn quá luôn á. Tự nhiên nhớ nhà quá Đạt ơi. Ăn nhanh nhanh đang về nhà mới được. Rồi. Cái nhà vệ sinh bà Sáu về rồi mưa sao tắm? Đợi hết mưa tắm. Đợi hết mưa tắm. Hết mưa mới tắm hả? Ừ, gác gì? Mấy thằng cháu nó xuống đó. Ô trời ơi, nhà siêu dẹo luôn rồi. Có nước sạch không chị? Nước này nước mưa hả? Nước bơm lên, nước diễn khoan sâu ở dưới á. Ở đây mình xài nước khoan. À. À, khoan rồi có người tưa bơm lên. Ủa chị Hương, em nghe nói là có những năm là Tết là nhầm khi là mình phải vô bà Sáu mình ăn Tết ha chị Hương? Dạ, phải phải về mẹ ăn chung gì đây nè. Chị ở trọ mà cho nên là cũng gọn lắm, đóng cửa phòng trọ lại là ba mẹ con về đây ăn trực thôi. Ở đây mấy ngày đấy? Thường là ở đây mấy ngày? Ở đây thì tới tới lui lui vậy đó. Về đây ăn Tết xong rồi ở ngoài có công việc gì thì lại chạy về ngoài rồi chạy vô đây. Có hai thằng nhỏ thì nó lúc nhỏ thì nó ở đây chơi thường. Về đây là nó về đây cái là nó ở đây qua Tết, hết Tết mới rước chị bển đi học lại. Vậy hả? Còn chị thì chạy tới chạy lui vậy đó. Là hai hai. Công việc ở bên ấp á, nhưng cũng bận rộn á. Rồi Hải với Đăng là chịu ở đây không? Chịu, Đăng thích là không? Thích Đăng ở đây là hè là cũng về đây ở, ở đây bà ngoại nuôi dỗ béo lại lên ký nha. Ở với chị thì ốm hơi gầy mòn mà về đây bà ngoại dỗ béo. Dạ. Ủa hết trời, chuẩn bị công phu luôn rồi. Ở đây có nước chấm nước chấm của thịt giả cày nè. Dạ. À. Ủa bà Sáu chắc nhậu dữ lắm nè. Có nhậu. Uống được mấy cốc? Uống được nhiêu cốc bà Sáu? Được 4-5 cốc mà ít ít nhỏ nhỏ chứ không phải cốc bự à. Làm bộ á, con làm bộ con hỏi chơi á. Tại vì bà Sáu làm mấy món nhậu hay quá mà. Mẹ, cái gan mẹ cũng không tốt, mẹ bị bú gan á, tức là trong cái gan nó có nổi cái bú á, bú mạch máu, bú mạch máu á. Cho nên là nữ là không có uống được nhiều. À, lâu lắm vui chơi chị em vui chơi uống không rồi qua Tết này mẹ cũng đi siêu âm lại cho coi thử đây nó có gì lúc năm rồi là nó bụ như đây nè. Bữa mì không cắt ra chứ để xé đi. Trời ơi, nó ngon. Rồi, xong rồi đó. Xong rồi hả? Rồi, xong rồi, mẹ lấy hủ tiếu này đi. Rồi mình ăn cơm. Để coi về còn đoàn tụ với gia đình nữa. Ồ. Chứ bữa nay 30 rồi mà còn ở tận Cà Mau á. Nôn nóng quá rồi. Đạt ơi, nhớ nhà không? Đạt nói với em là hồi đó giờ 20 là về hết rồi, mà năm nay là 30 chưa về nữa. Nhiều đó. Ổn thôi á. Bây giờ vẫn còn nấu cơm củi ha cô sao? Nấu củi đang cho nó đỡ hao ga ha. Đỡ hao ga.
Dạ. Nhưng mà thịt kho rượu này là kho củi thì nó mới nó mới rượu chứ kho ấy nó. Dạ. Chị cảm ơn hát hay quá, cô Sáu hát được không? Cũng được, chút chút. Lên câu giọng cổ nghe chơi cô Sáu rồi cho nhớ rồi Cà Mau ơi. vừa ca cổ phải không? Dạ. Có biết cái bài gì đâu mà ca. Cái bài gì ngắn thôi, lên câu thôi. Ha. Đặng ngày Tết cũng được nữa. Dòng sông quê tôi được. Dòng sông quê em rồi đó cô Sáu. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ, nghe gì gần tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp bóng trăng nhà, nghe câu hát xa xa lòng anh dành nhớ. Ơi dòng cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời giặc sông càng xanh trong, dắt đi đời giặc sông càng xanh trong. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông vàm của kỷ niệm quê hương ấy, tình em đó rồi năm tháng xa nhau như cơn sóng nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh chân rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần trở nặng chiến công. Màu xanh quê em lớn lên trên bom gành pháo dội, nắng dãi mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu, dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Ô hay quá. Hay quá luôn, đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh mà. Chị Hường hát hay, bà Sáu phải hát hay thôi. Vừa hát mà nghe ở với cái máy nước này á, ở với cái khung do không gian VIP này á, nghe mùi người ra trời. Thôi con mắc đền bà Sáu đó, giờ nhớ Tết rồi. Bà Sáu làm cho những người mà cô chú anh chị mà xem được clip này là nhớ về Việt Nam lắm á. Nhớ về miền Tây, nhớ về cái vị quê hương nè. Tiếp câu 2 chị Hường. Sao Hường ta? Dàm cỏ yêu thương. Dàm cỏ yêu thương như tình người em gái nhỏ, vẫn ở bên anh không gõ từ bao giờ. Long An ơi chú Thủy đợi chờ, quê hương em là bài thơ bất tận, chung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dàm cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Ôi, vừa hát hay mà vừa xinh đẹp nữa. Còn món nào nữa chị? Còn thịt kho tàu nữa kìa. Đó, mẹ đang muốn thịt kho tàu đó. Còn hủ tiếu xào gì nữa. Hủ tiếu xào nè. À, hủ tiếu xào rồi đây đó. Cái này mới đúng là đặc sản nhà quê nè. Hay đặc sản quê nhà. Có nghĩa là ở quê thì mình sẽ có món gì mình sẽ đãi hết. Đúng rồi, đúng rồi. Ở quê mà có gì là phải đãi hết vậy đó. Dạ. Và hôm nay xa nhà như thế này nè, thấy bà Sáu đãi với là chị đãi kiểu này á là đỡ nhớ nhà hơn. Cho mà ăn cơm đường cháo chợ nữa thì nhớ nhà nhiều, nhớ Tết hơn nữa. Đúng rồi, 30 Tết mà đi ra ngoài ăn cơm quán, cơm phần thì nhớ nhà lắm. Thấy người ta về nhà, ta sum họp người ta 1, 2, 3 vô. Bình thấy lấy cái ghế nữa Hưng, lấy cái ghế xuống nữa. Nhìn chảnh á. Ngon quá luôn Đạt ơi. Lấy ghế chả. Chưa ăn nữa mà biết ngon rồi. Nhìn bài biện bắt mắt quá trời luôn à. Hai cái tô con lấy sẵn rồi đó mẹ. Không biết là cô bác quý anh chị mà có ai xem được cái đoạn clip này có nhớ về miền Tây, và đặc biệt là có muốn về Cà Mau thì liên hệ đến Bùi Hồ cũng như là chị Cẩm Hường gấp nha.
Này miền Tây cái không khí mà sáng mình đi xuống sông mình đặt lò đặt lưới trưa lên nhà mà thưởng thức một cái nồi cơm như thế này là phá cháy ha chị. Ừ. Cuộc sống mà vùng quê nó bình lặng lắm. Yên tĩnh, không có sớm thì không nghe tiếng xe chạy luôn. Thêm một câu vòng cổ nữa đi chị, cho vui. Chứ cơm canh ngon gì mà không có thêm câu vòng cổ nữa là ổn lắm. À, dịp nào đi, à, qua Tết đi, xuống đây. Qua Tết em có mấy cô chú ở nước ngoài về á, em dẫn em hướng dẫn cô chú xuống đây. Đúng rồi, trời ơi. Không có gì bằng luôn á. Xuống cho cô hai trước. Cô bị mà đặc sản rồi chứ. Hai con dịch nữa. Đừng bớ, Rồi, mình nhập tiệc là được rồi đó. Đây thịt kho tàu hả chị ha? Ừ. Thịt kho tàu của bà Sáu. Thịt kho tàu của bà Sáu đó. Dịch này cũng bà Sáu. Giá cày chấm bánh mì hả chị? Chấm bánh mì. Quá trời nắng luôn. Đạt đỡ nhớ nhà hơn chưa? Cũng còn nhớ chứ. Ở đây có đồ ăn nè. À, nhưng mà vẫn thiếu vợ, thiếu con, thiếu cha, thiếu mẹ. Ăn cơm với vui. Cho nên vẫn phải nhớ. Rồi. Rồi hai em dùng bữa cơm đi ha. Rồi mình về Đồng Tháp rồi đoàn tụ với gia đình ăn một cái Tết thật là vui vẻ đầm ấm bên gia đình nha hai em. Chị mời tất cả cô bác quý anh chị, những người mà xem được cái đoạn clip này cũng như những cô chú anh chị đã đồng hành với chị em mình cũng như là đã hỗ trợ chị ông Tư rồi anh Sầm Hưng rồi đó và Sáu nè. Rồi vậy thì nhân dịp năm mới thì xin mời tất cả các mạnh thường quân ở gần xa, các cô chú anh chị em đã ủng hộ, đã giúp đỡ gia đình của cha, của mẹ, của em cũng như là của em trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay mình có bữa cơm trong chiều, trong dịp 30 Tết là đoàn tụ với gia đình như thế này. Xin mời mọi người dùng với mình một bữa cơm thật là vui vẻ và đầm ấm. Rồi chúc một cũng nhân dịp năm mới thì xin chúc tất cả các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị gần xa là đón một cái mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. Ngày hôm nay á, là ở nước ngoài á, là chỉ có ngày 29 âm lịch thôi. Vâng. Ngày mai á, là mới ngày 30, tại vì trễ hơn mình 12 tiếng. Thì bây giờ ở nước ngoài đang là buổi tối nè. Thì chắc có lẽ là sau cái bữa cơm này á, là cô chú ở nước ngoài chắc làm nồi thịt kho tàu giống như bà cô Sáu á. Ủa cô Sáu múc gì nữa cô Sáu ơi? Ừ, múc chia ra để cúng. À, cúng lên ha. Mình nấu ra giữa. Anh Hưng đâu rồi? Hưng đâu rồi? Thải nó ngủ rồi, cho nó ngủ đi. Rồi, mình ăn trước đi. Rồi, lên dùng luôn cô Sáu ơi. Bà Sáu đem lên cúng kìa. Chưa cúng. Mình ăn đi. À, chiều mình mới cúng rước ông bà. À. Ừ, chiều mình mới cúng đó ông bà. Cho ông bà đi chơi tới chiều mới rước về. Cái dĩa đựng xương. Cái dĩa đựng vỏ tép. Ngon quá. Mời cô bác anh chị dùng cơm với lại nhà chị Hương. Ở đây là thịt kho tàu nè. Đây, em ngồi đây luôn đi. Dạ, ở đây là thịt kho tàu, giới thiệu Đạt ơi. Đạt giới thiệu đi. Thịt. Ở đây là hủ tiếu xào, món của cháu ngoại bà Sáu thích nhất. Ở đây là gỏi đu đủ mắm tôm, gỏi đu đủ. Ở đây là thịt kho hộp dịch. Đây là thịt dịch giả cày. Đây là dịch giả cày. Chấm với bánh mì. Chấm bánh mì. Còn đây là tôm luộc. Tôm luộc gói gao, chấm nước mắm. Ờ, ngon quá. Thôi mời cô bác với anh chị ha. Bà mẹ ăn cơm luôn đi. Rồi, cảm ơn anh. Bánh mì nè. Để cho nó ăn bánh mì với này trước đi, ăn cơm. Ừ, cứ vậy chứ. Đây, đưa đây cô. Để cô không, con ăn này đi cô Sáu. Con ăn này đi. Con ăn này với lại. Trong tủ đó con. Ở dưới đó. Nhiều nghiệp mà. Tết nó đơn giản lắm. Đơn giản là bữa cơm sum họp là Tết rồi. Mẹ ngồi đi. Mời cô bác dùng nha, dùng chung với Đạt nha. Đây là món vịt giả cày của bà Sáu làm nè. Ngon quá.
Mấy cháu cứ tự nhiên dùng với bà Sáu đi nha. Dạ. Mà bà Sáu. Cái này là thịt hột vịt nè. Còn hủ qua hầm nữa mà chưa làm kịp. Hủ qua hầm nữa hả? Không có thịt nữa, mẹ đã làm mà mình chưa có dọn kịp. Mình làm thịt rồi. Tết thường thường là ăn khổ qua phải không mà sao? Ăn cho khổ qua cho mà cái khổ nó qua. Nhưng mà nó không qua, nó đeo bán hoài vậy đó. Việt Nam mình, miền Nam mình có những cái từ ngữ á. Ừ. Chân Tết theo cái từ ngữ. Đúng rồi. Ví dụ như là cầu dừa đủ xài nè. Ừ. Đó. Vậy em biết cái thằng ăn trộm nó chân gì không? Chân gì chị? Cầu chôm dừa đủ xài. Có cho chôm như đó. À. Mày múc hủ tiếu hết để chừa nó gấp thịt cho. Cầu chôm dừa đủ xài. Hãy ngủ à hả? Ngủ rồi. Đó, chị lột tôm sẵn rồi đó. À, cho hai miếng cho vừa tay. Ngon quá. Dùm luôn. Chút ngoài còn xào nữa mà. Ăn đi con. Ăn đi. Thôi à, sợ khách đi. Ngon quá bà Sáu à. Đó, mình gói với rau nè. Thì cháu cứ ăn. Tại vì bữa nay không có cua uổng nè, chứ không thôi. Đạt nó xuống Cà Mau là mập lên à. Ủa, ở nhà chị Hường cũng ăn. Ăn mật mâm hoành tráng rồi, bữa nay nhà bà Sáu còn hoành tráng hơn nữa. Tại hôm qua đi chợ nếu mà có cha là mua đồ nhiều đồ lắm. Dạ. Nhưng mà cái cha đổi ý không vậy. Giận hai em không năn nỉ được cha cho ăn ít vậy chứ. Mà mỗi lần tư điện là khóc hả chị? Khóc, đúng rồi, cha sáng điện cũng khóc. Điện mà... Ừ, như vậy là mình cũng hiểu ông Tư cũng muốn về lắm rồi. Cũng về lắm. Nói điện cũng khóc rồi. Thì đó. Muốn nói điện ăn khóc nữa hả? Ừ. Nói sao anh Hưng? Cha nói là cha thất hứa con cái dịp cao chừng nào á, dịp cao rồi cha phải về. Ông Hưng, ông anh ông Tư bị một cái luồng đả kích nào đó hay sao á? Có không? Ngon quá lắm luôn. Ăn đi chị, lột như được chị. Em cứ ăn đi. Chán chị ăn cho bốn cái giờ chị còn no. Ăn ít lắm. Không được chán chị còn no nữa. Còn thì dám ngon cái gì nữa. Thật tư nấu món nào cũng ngon. Đó, hèm cái hàng tôm đi. Cho em miếng thịt kho. Ừ. Có này, nó bự quá rồi bà Tư ơi. Anh Hưng gặp này ra giùm em á. Không phải ăn mã ăn thịt. Thôi ăn đoạn ngắn à. Ăn nghe cái mùi coi bà Sáu. Kho nước dừa đúng không? Mà hên không bỏ nước dừa. Không bỏ nước dừa. Không bỏ nước dừa, nào, nước dừa mà không bỏ nước dừa mới ghê đó chứ. Ừ thôi hả? Quên. Kho rồi mới nhớ. Hay không? Không nhưng mà thịt vẫn thơm nha mày. Thơm. Mà chính nó cho hai cái dừa tổ mẹ kìa. Kêu bạn kho thịt tưởng sao rồi cái tới chừng kho rồi chín rồi trời đất ơi sao dừa con muốn nhấn đấy. Dạ cũng lẩm cẩm rồi thì quên thì nhớ. Con tôm này là thiên nhiên nè. Nhìn lại mấy chục năm qua Mau quá hả bà Sáu? Quay lại về tới Tết, quay lại tới Tết Mau cực kỳ. Mấy chục năm qua nhìn lại tự nhiên thấy lại công ty này tự nhiên mình cảm thấy mình già không hay luôn đúng không? Đây. Dạ, con tên này, con tên đất á. Con tên đất nó sống rồi sáng đó. Nó dễ thành bạch lắm. Con thích dưới cái dưới con thích. Ngon quá. Ngồi chị ăn đi chị. Thì cũng thôi cảm ơn bà Sáu đã tiếp đã dạ đã tiếp đãi hai tụi con. Thật ra này hôm nay rất là vui luôn á, được ăn món cơ những cái món ăn gia đình như thế này, ăn không hết tôm đó. Và bà Sáu cũng tặng theo một cái hũ gì đó, mắm ba khía với lại khô. Thì thôi cũng chúc bà Sáu ăn Tết một cái Tết năm nay nó đậm ấm hơn những cái Tết trước. Chúc cho bà Sáu sức khỏe dồi dào. Cảm ơn bà Sáu đã cho con chia sẻ những cái thước phim này để người ta hiểu thêm về cái cuộc sống của bà Sáu hiện tại ha. Dạ con chào bà Sáu. Chúc hai cháu mà ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Cũng cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Dạ con chào bà Sáu. Rồi.
Rồi, quay cho cô bác với anh chị thấy ngôi nhà của bà Sáu. Đi về thôi.